Chào các bạn, đây là một một bộ phận trong máy bay nha. Mình không rõ là chỗ bộ phận nào. Hôm nay đi bãi có một đống đồ máy bay hàng mới chưa xài nhé. Hồi nãy giống như cái bơm dầu nãy á, cái này cũng vậy, mình cũng tháo tung ra để mình nghiên cứu nha. Cái bộ này á, nó mình có thể sử dụng được nhiều ứng dụng các bạn, nhiều ứng dụng nha. Thứ nhất là về cái động cơ đi. Về động cơ nha, bỏ đại xuống cho rớt ra luôn. Động cơ các bạn xem nè, Western của Make in USA nha. Sorry nha, tay mình đang giữ. Cái này mình chạy IC xe điện không giật các bạn. HP là 0,54 HP. À, 0,24 là khoảng 375W á, 300 khoảng 400W nha. Tại vì 54 nha. Khoảng 400W. Vòng tua động cơ là 10.300. Ampere tiêu thụ là 3 ampere thôi, 10.300. Ok, đại khái là vậy. Đó, mình đang chạy cái boy nè. Bỏ 3.000 nha. Điện không có giật. Cái này nó rất là nhỏ gọn thôi nè, nhỏ gọn nhưng mà 400W cũng phải không, mà cũng đúng, tại vì động cơ brushless có những cái nhỏ như vậy chứ cả 1.000W. Khoảng 100 mm nha, 100 mm. Cốt của nó ra là cốt răng nha. Cốt răng có thể là đường kính khoảng 12. Cái này mình cũng không có đếm cái tỷ lệ các bạn, không có đếm tỷ lệ một phần bao nhiêu nha. Mình cứ cho là, hay là đếm luôn ha, mất công sợ lâu quá. Ok, để thử nha. Ngay cái vạch này nha, để mình quay thử coi được bao nhiêu vòng thì nó quay trở lại nhé. Đếm luôn để làm gì, để mình biết cái động cơ. Ví dụ động cơ này là vào khoảng 20.000 vòng á, là mình làm rất là nhiều việc các bạn nha. Đó, cái vạch này là tâm của con này nha. Đó, để mình quay thử coi. 1 2 3 4, tỷ lệ 1:4 rồi, thấy không, 1:4 nha. Cái vạch nó trở lại nè, ở đây nè, trở lại nha, 1:4 nha. Làm lại nha, 1 2 3 4 nha, tỷ lệ 1:4 chính xác. Ok, tỷ lệ 1:4. Bây giờ mình lấy cái miếng dán, dán ngược trở lên còn dính không, lát đo tốc độ. Tỷ lệ 1:4. Có rung không? Cái mình cho nó chạy nha. Mình gỡ ra nó xào các bạn, chứ lắp vào nó êm đó nha. 3.000+ nha. Tắt, không tắt. Lực cũng cái này lực khá lắm các bạn. Ok, 1:4 nha, 1:4 mà 3.000 cho 3.001 đi, thì động cơ này đang chạy là 12.400 nha, 12.400. Với động cơ nhỏ gọn này 12.400 thì ứng dụng rất là nhiều các bạn, trong việc khắc PCB các bạn chạy 12-24V, khắc PCB dùng cái, tại vì khắc PCB á, xài cái mũi rất là nhỏ, khắc mạch á,
tốc độ càng cao thì mình có thể chạy được, mình có thể cắt được nó nhanh, ứng dụng cắt PCB hay là gia công 400W thì các bạn có thể chạy những cái mũi nhỏ nhỏ, chạy khắc chữ này nọ nha, được hết. Hàng này hàng Mỹ, dây đồng rất là to luôn, dây nói chung nhỏ 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 chứ nhìn dây rất là to. 12.000, 12.000, có thể bỏ phần này đi. Nói chung là về mình phải chế cháo lại nha, mình làm cái bát lại, tháo ra làm cái bát lại thôi. Còn nếu mà để những nguyên, đó là một ứng dụng nha, động cơ. Tiếp theo cái này nữa bạn, cái này nha, cái này nó sẽ bắt vào đây đó. Cái này mới là nhân vật chính này, nhân vật chính các bạn. Giảm tốc hành tinh có khoảng hình như 3 tầng ạ. À. Khoảng 3 tầng. Tại vì một tầng nó rất là nhỏ mà, đó, tầng. Và cái đầu ra nó là như vậy. Ồ. Nó sắp rơi ra luôn các bạn. Cũng mấy tầng nha. Thử đổ ra luôn. Đổ được không? Ồ. Ờ. 2 tầng nha các bạn, 2 tầng nha. Giảm tốc hành tinh 2 tầng, full thép, kinh khủng thiệt. Cái này không biết nó tải bao nhiêu, full thép. Cái này mình sẽ lắp vào đây nha, lắp vào đây. Ôi bánh răng kinh khủng nha. Giảm tốc hành tinh ở trong là 4 bánh răng các bạn, 4 bánh răng, ở ngoài 3 bánh răng. Thì với cái nhân vật chính này thì cái đầu ra nó là như vậy, đầu ra nó kiểu vậy, đầu ra nó kiểu này, không biết rồi có thể làm được gì ha. Đầu ra kiểu này và nó qua thêm một cái hệ giảm tốc nữa các bạn. Nè, động cơ nè, qua thằng này. Thằng này rồi qua thằng trung gian nằm giữa này, ở giữa. Đó, xong rồi qua tới thằng này. Mấy này bỏ nha, mấy này nhiệm vụ ở ngoài. Đó. Rồi từ này nó mới xuống, nó vào trong đây. Trong đây nha. Quá đẹp. Cái này mình chưa có quyết định là có đem về thêm các bạn, không biết có làm được gì không, nhưng nhìn rất là hấp dẫn, nặng chịch luôn. Ở đầu nè, cái động cơ này thì nếu mà bán giá rẻ thì có khách nha. Theo mình tính toán là ước lượng kinh nghiệm là có khách, ví dụ như bán khoảng trọn bộ luôn á, trọn bộ này cũng không có mắc các bạn, tại vì nó cái này có 4 có 500W à, 400 chứ, 400W à, xài cái bo 350 cũng được, xài cái bo 350 cũng được, chạy 224, xài cái bo này chạy 1224, thêm cái tăng áp nữa ha, chạy 1224, tại vì tăng áp nó 1200W thôi mà, trừ hao xuống thì cũng còn dư sức cho này. Quan trọng là với một công suất nhỏ như vậy, 400W, mà khi mà truyền qua hết hệ và hệ tới đây nha, truyền ra sau tải rất là lớn, toàn bộ nhông thép hết. Ok, nay lấy được như đây nha, về rã ra mình nghiên cứu, tại vì hàng có số lượng á, nếu mà nhắm xài được, bán được thì mình sẽ đem về thêm, còn không thì thôi. Nhưng mà khả năng cao thì mình đem cái này nè,
khả năng cao này nha. Này bơm rất là ngon nè. Khả năng cao này sẽ lấy số lượng. Ok, khách nào cần cái nào thì báo nhé.